quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Sau khi Israel cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự ở Iran, Iran tuyên bố có thể đáp trả cuộc tấn công của Israel trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. CNN dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Iran có thể đáp trả cuộc tấn công của Israel vào nước này trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, theo kế hoạch diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Nguồn tin cho hay, phản ứng của Iran trước hành động gây hấn của Israel sẽ đau đớn. Nó có thể diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ ngày cụ thể có thể diễn ra hành động đáp trả quân sự của Iran đối với cuộc tấn công của Israel. Cuối tuần trước, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự ở Iran như một phần trong kế hoạch đáp trả vụ tấn công ngày 1 tháng 10 vào nhà nước Do Thái. Trước đó, ngày 28 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Bangahi, cho biết rằng Tehran sẽ đáp trả kiên quyết và hiệu quả các cuộc không kích của Israel và các địa điểm quân sự cuối tuần qua gây thương vong. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Bangahi nhấn mạnh rằng chúng tôi đang sử dụng mọi biện pháp có sẵn để đáp trả kiên quyết và hiệu quả. Ngày 26 tháng 10, Israel đã công kích vào các địa điểm quân sự ở Iran để đáp trả các cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 của Tehran vào Israel. Tiếp nối các hành động trả đũa lẫn nhau, ít nhất 4 binh sĩ và 1 thường dân đã thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas tại dải Gaza đã lan rộng trong những tuần gần đây sang khu vực biên giới phía bắc Israel, nơi quân đội nước này đang tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban. Tướng Halevi cảnh báo Israel biết cách tiếp cận Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp chưa được sử dụng tới và tấn công rất mạnh vào cả những địa điểm mà Tel Aviv đã bỏ qua trước đây. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hezi Halevi, ngày 29 tháng 10, đã cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, thì quân đội nước này sẽ đáp trả bằng các biện pháp chưa được sử dụng tới trong vụ không kích gần đây vào Iran. Trung tướng Halevi phát biểu, nếu Iran phạm sai lầm và phóng một loạt tên lửa khác vào Israel, chúng ta sẽ một lần nữa biết cách tiếp cận Iran, tiếp cận với những khả năng mà chúng ta chưa sử dụng trong lần vừa qua và tấn công rất mạnh vào cả những địa điểm mà chúng ta đã bỏ qua lần này. Vào rạng sáng ngày 26 tháng 10, Israel đã thực hiện chiến dịch quân sự những ngày sám hối, tấn công vào lãnh thổ Iran để trả đũa các vụ tấn công bằng tên lửa của nước này vào lãnh thổ Israel trước đó. Ngay sau đó, Iran tuyên bố nước này sẽ có những hành động đáp trả quyết liệt. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel đã chi 530 triệu đô la Mỹ để tăng tốc phát triển hệ thống phòng không mang tên tia thép nhằm mục đích cải thiện khả năng đánh chặn thiết bị bay không người lái và các loại đạn khác. Hãng tin AFP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Israel cho biết, bộ này đã chi 530 triệu đô la Mỹ để tăng tốc phát triển hệ thống phòng không laser mang tên tia thép Iron Dome. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ, thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ shekel đồng tiền Israel sẽ tăng cường đáng kể việc mua sắm các hệ thống đánh chặn laser Iron Bomb. Hệ thống này nhằm mục đích cải thiện khả năng đánh chặn các thiết bị bay không người lái và các loại đạn khác mà Hezbollah ở Liban đã bắn vào Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza để hỗ trợ cho đồng minh Hamas. Một quan chức thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo vào hôm 30 tháng 10 rằng Hàn Quốc đang xem xét gửi một đội quân giám sát viên quân sự sang Ukraine để theo dõi và phân tích khả năng Nga triển khai quân Triều Tiên tại tiền tuyến trong xung đột Nga-Ukraine. Vị quan chức Hàn Quốc giấu tên nói trên tiết lộ với phóng viên rằng ít nhất 11.000 quân Triều Tiên đã được gửi tới Nga và hơn 3.000 trong số đó đã di chuyển tới sát mặt trận. Vẫn quan chức trên cho biết thêm, Bình Nhưỡng sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu từ việc để cho binh sĩ của họ tham gia trực chiến và xem xét phương thức tác chiến hiện đại khi giúp đỡ Nga. Vì vậy, vị này cũng khẳng định rằng điều này tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Hàn Quốc. Vị quan chức Hàn Quốc nói, do đó chúng tôi bắt buộc phải phân tích và theo dõi hoạt động của binh sĩ Triều Tiên chống lại đồng minh Ukraine của chúng tôi. Các đồng minh của Ukraine cũng chỉ trích cáo buộc Triều Tiên triển khai quân sang Nga. Hôm 29 tháng 10, Washington cho biết một số binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại tỉnh Kerch của Nga. Quân đội Nga hiện tại đang gây sức ép lên lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến 1.000 km giữa hai bên. Trong khi đó, Nga không phủ nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trên đất Nga, đồng thời khẳng định hai nước có quyền hợp tác quân sự trên lãnh thổ của mình. Đại diện của Triều Tiên cũng tuyên bố hoạt động binh sĩ của họ nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng vừa cảnh báo rằng yếu tố binh sĩ Triều Tiên khiến cho xung đột vũ trang Ukraine và Nga
vượt ra khỏi khuôn khổ hiện tại và bị quốc tế hóa cao độ. Mỹ đã sẵn sàng cung cấp cho Ukraine thêm nhiều vũ khí nóng trước tình hình mới. Moscow không phủ nhận thông tin nói rằng quân đội Triều Tiên đang có mặt tại Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky nói rằng sự hiện diện của hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên dự kiến sẽ tăng cường cho lực lượng Nga trên tiền tuyến, đang đẩy cuộc xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài biên giới của các nước tham chiến. Giới lãnh đạo phương Tây cáo buộc Triều Tiên đã gửi 10.000 quân sang hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Họ cảnh báo rằng sự hiện diện liên quan của Triều Tiên trong cuộc chiến tại châu Âu cũng có thể gây xáo trộn các mối quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản và Australia. Trước đó, ngày 29 tháng 10 năm 2024, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và thông báo cho người đồng cấp rằng 3.000 binh lính Triều Tiên đã có mặt tại căn cứ quân sự gần tiền tuyến Ukraine. Ông Zelensky dự kiến số lượng binh sĩ Triều Tiên này sẽ tăng lên thành 12.000 người. Cũng ngày 29 tháng 10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder thông báo hiện chỉ có một số lượng tương đối nhỏ binh sĩ Triều Tiên tại tỉnh Kerch của Nga, nơi lực lượng Nga đang hỗ trợ đánh bật quân đội Ukraine. Theo ông Ryder, thêm 2.000 quân Triều Tiên nữa đang di chuyển về hướng này. Hàn Quốc giữ liên lạc chặt chẽ với NATO, Mỹ và Liên minh châu Âu EU về những diễn biến mới nhất này. Tuần trước, Hàn Quốc cảnh báo rằng họ có thể gửi vũ khí sang Ukraine để đáp trả các cáo buộc Triều Tiên đưa quân đội sang Nga. Ngày 30 tháng 10, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu IS nằm ở sa mạc Syria, khiến 35 phiến quân của IS, trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao, bị thiệt mạng. Hãng tin AP dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nêu rõ cuộc không kích diễn ra vào chiều tối ngày 28 tháng 10 tại nhiều địa điểm khác nhau và nhắm vào nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS. Cũng theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cuộc tập kích IS tại Syria lần này sẽ đập tan khả năng lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành các cuộc khủng bố của IS nhằm vào dân thường, cùng các quân nhân Mỹ và đồng minh trong khu vực. Các quan chức Lầu Năm Góc nhận định tổ chức khủng bố IS vẫn là mối đe dọa trong khu vực, nhưng không còn mạnh mẽ như 10 năm trước, thời điểm phiến quân IS càn quét khắp Iraq và Syria, giành quyền kiểm soát phần lớn diện tích hai quốc gia này. Trước đó, hồi tháng 7, Lầu Năm Góc đã cảnh báo số lượng cuộc tấn công khủng bố ở Syria và Iraq mà IS tiến hành đã tăng lên gấp đôi so với năm ngoái. Cụ thể, IS nhận trách nhiệm cho 153 vụ tấn công khủng bố ở Iraq và Syria trong nửa đầu năm nay, khi con số này trong cả năm 2023 chỉ là 121 vụ. Điều này cho thấy tổ chức khủng bố này đang dần lớn mạnh trở lại. Bên cạnh đó, các nhóm khủng bố có liên hệ với IS ngày càng nguy hiểm hơn tại các khu vực khác trên thế giới, như khu vực Sahel ở châu Phi, khi biết khai thác sự bất ổn về chính trị và sự yếu kém của chính quyền các quốc gia để tăng cường hoạt động. Mối đe dọa của IS tại Syria chưa hoàn toàn biến mất mà vẫn luôn hiển hiện. Kể từ năm 2019, IS đã tìm cách chờ đợi thời cơ để nổi dậy. Bà Deborah McGlynn, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Washington về chính sách Cận Đông nhận định. Theo bà McGlynn, IS đã tiến hành nhiều vụ tấn công cực đoan hơn những gì họ công khai tuyên bố và nhận trách nhiệm. Tổ chức này cũng đã nhiều lần tìm cách phá hoại nhà tù để giải thoát cho các thành viên và bí mật kiểm soát nhiều khu vực tại đông bắc Syria. Được biết, Mỹ hiện có khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 ở Syria nhằm giúp kiềm chế và đánh bại hoàn toàn số lượng phiến quân IS ở cả hai quốc gia này. Bất chấp các vụ tấn công cực đoan do IS tiến hành càng ngày gia tăng trong năm nay, liên quân do Mỹ đứng đầu dự kiến kết thúc sứ mệnh và rút quân tại Iraq trong vòng 2 năm tới. Thông tin trên được giới chức Mỹ và Iraq đưa ra trong một thông cáo chung hồi tháng 9, trong đó nêu rõ nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria có thể kéo dài hơn tùy theo điều kiện tại quốc gia đã bị tàn phá nghiêm trọng do xung đột này. Bà McGlynn cảnh báo IS có thể phát triển trở lại một khi binh sĩ Mỹ rút khỏi Iraq và Syria. Nếu không có căn cứ tại Iraq, Mỹ gần như không thể tiến hành các chiến dịch không kích hỗ trợ cho các lực lượng trong khu vực tham gia tiêu diệt IS tại Syria. Một khi thiếu đi kế hoạch cụ thể để duy trì các chiến dịch chống IS ở Syria, sẽ tạo ra cơ hội để IS khôi phục hoàn toàn. Các chuyên gia nhận định, ngay cả khi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, THAAD của Mỹ được triển khai,
Israel đã phá vỡ rào cản sợ hãi để tiến hành tấn công Iran. Chỉ vài ngày sau khi Mỹ tăng cường phòng không cho Israel bằng cách triển khai một khẩu đội THAAD và 100 binh sĩ, Israel đã thực hiện cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào Iran hôm 26 tháng 10. Ước tính khoảng 100 máy bay Israel đã tham gia hoạt động kéo dài hàng giờ trên bầu trời Iran. Quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu quân sự ở Iran để ngăn chặn các mối đe dọa trước mắt. Nhiều địa điểm quân sự bao gồm cơ sở sản xuất tên lửa của Iran nằm trong số những mục tiêu bị Israel tấn công. Israel hiện có quyền tự do hoạt động trên không rộng hơn tại Iran, quân đội Israel nhấn mạnh. Đây là một bước ngoặt, một sự chuyển đổi từ cuộc chiến trong bóng tối sang một cấp độ mới. Được công khai, Israel đã chứng minh khả năng tấn công nhiều địa điểm cùng một lúc và cho thấy họ có nguồn thông tin tình báo chính xác. Bà Sharona Sier-Zablodovsky, chuyên gia về chính sách công và an ninh quốc gia tại diễn đàn Dvorda, chia sẻ thông tin này với hãng tin The Media Line. Nhà nghiên cứu Dynik Krisnovic từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel có trụ sở tại Tel Aviv cho rằng việc triển khai THAAD đã báo hiệu sự tin tưởng của Mỹ trong việc Israel sẽ không hành động chống lại lợi ích của Washington. Đây là một động thái chiến lược và có ý nghĩa, là một thông điệp gửi đến cả Iran và Israel. Nó còn là nỗ lực hiệu quả của Mỹ nhằm ép Israel chỉ chống lại các mục tiêu quân sự của Iran, nhưng đồng thời gửi thông điệp tới Iran rằng Mỹ sẽ ủng hộ Israel, mà đặc biệt là trong việc bảo vệ nước này, ông Sichinovic nói. Mô tả cuộc tấn công của Israel là sự kiện lịch sử làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Iran và Israel. Ông Sichinovic chia sẻ rằng cuộc tấn công phản ánh ý chí của Israel nhằm cân bằng phương trình, răn đe đối với Iran, báo hiệu vụ tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel không thể bị đáp trả, nhưng không làm leo thang rộng hơn. Israel cũng đã cân nhắc đến việc quan điểm của chính phủ Mỹ là không muốn thấy căng thẳng leo thang trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong hơn một năm qua, Israel đã vướng vào giao tranh trên nhiều mặt trận với các nhóm được Iran hậu thuẫn ở dải Gaza, Liban, Yemen và nhiều khu vực khác. Đặc biệt năm nay đánh dấu lần đầu tiên Iran và Israel tấn công trực tiếp vào nhau sau nhiều năm tiến hành cuộc chiến ngầm. Cho tới nay, phạm vi và thiệt hại mà đòn không kích mới nhất của Israel nhằm vào Iran vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ. Theo thông tin truyền thông dẫn lời quan chức giấu tên của Israel, Mỹ và Iran, khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo tầm xa và UAV của Iran đã bị tê liệt. Các báo cáo khác cho rằng khả năng phòng không của Iran cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Hình ảnh vệ tinh còn cho thấy thiệt hại rõ ràng ở các cơ sở quân sự Pachin và Khozir của Iran. Trong nhiều thập kỷ, Iran đã tài trợ và trang bị vũ khí cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban và xem như là một nền tảng trong chiến lược an ninh. Do Iran và Israel cách nhau hơn 1.600 km, sự hiện diện của Hezbollah gần biên giới Israel đã giúp cho Iran ngăn chặn đòn tấn công từ Israel. Nhưng hiện tại, chiến lược răn đe này dường như đã thất bại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo nguy cơ Mỹ ngừng hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các nước Bắc Âu hợp tác thuyết phục Đức ủng hộ việc mời Kiev gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngày 28 tháng 10, hãng thông tấn TASS đưa tin, trong một cuộc họp báo ở Iceland, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo nếu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ, sẽ có những rủi ro dù ông chưa nghe thấy ông Trump bày tỏ ý định ngừng hỗ trợ Ukraine. Theo nhà lãnh đạo này, lo ngại trên cũng chính là lý do tại sao Ukraine có kế hoạch riêng về cách tự củng cố. Khẳng định nếu Mỹ chấm dứt hỗ trợ cho Kiev, tình hình sẽ hết sức khó khăn và là một chiến thắng cho Nga cũng như mất mát lớn cho phương Tây. Trước đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, cho đến nay, ông đã chỉ thị cho Hội đồng An ninh Quốc gia xây dựng một kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Ukraine, trong đó đề cập đến các mặt trận, tổ hợp công nghiệp, quân sự, kinh tế và tài chính, cũng như những vấn đề khác. Ông Zelensky đã đến Iceland ngày 28 tháng 10 để thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Kiev. Tại đây, nhà lãnh đạo quốc gia Đông Âu đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Bắc Âu lần thứ tư và tổ chức các cuộc đàm phán song phương. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc tìm kiếm nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất vũ khí trong nước, tăng cường năng lực tầm xa và đào tạo cho các lực lượng Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Zelensky đã kêu gọi các quốc gia Bắc Âu hợp tác thuyết phục Đức ủng hộ việc mời Kiev gia nhập NATO sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ quan điểm không ủng hộ kết nạp Ukraine trong thời điểm hiện tại. Tại sự kiện, Tổng thống Ukraine đã làm rõ với nhà lãnh đạo các nước Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển rằng Kiev chỉ mong muốn nhận được lời mời gia nhập
không phải xin được kết nạp ngay lập tức vào NATO. Theo ông, việc nhận được lời mời không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên chính thức, đồng thời chỉ trích một số nhà lãnh đạo đã cố tình đánh đồng hai khái niệm này để từ chối yêu cầu của Ukraine một cách không công bằng. Mới đây, ông Andrei Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã hé lộ điều kiện để nước này đàm phán với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera của Italia, ông Yermak tuyên bố, để bắt đầu đàm phán, cần quay lại tình hình trước đó 2 năm vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi phát súng đầu tiên vang lên. Sau đó, chúng ta sẽ nói về cách lấy lại chủ quyền của mình cho tới đường biên giới năm 1991. Theo ông Yermak, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa bao giờ bày tỏ sẵn sàng thỏa hiệp về lãnh thổ, nhưng sẵn sàng đàm phán dựa trên tình hình trước khi diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó khẳng định, để đàm phán hòa bình, cần công nhận bán đảo Crimea, vùng Donbass, các tỉnh Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, củng cố tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này, cũng như việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống Moscow. Kiev đã bác bỏ các đòi hỏi này. Lầu Năm Góc cho biết Washington sẽ không áp đặt giới hạn với Ukraine về sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Nga nếu như Triều Tiên tham gia hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột. Tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nói rằng các đơn vị quân đội Triều Tiên đã được đưa đến tỉnh Kursk của Nga. Phương Tây lo ngại sự tham gia của quân đội Triều Tiên có thể khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chuyển sang giai đoạn mới, dù nhiều chú ý đã chuyển sang Trung Đông. Phương Tây cho rằng điều này có thể giúp Nga bù đắp những tổn thất trên chiến trường và tiếp tục đạt được bước tiến ở miền đông Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên sau các cuộc họp với phái đoàn Hàn Quốc ngày 28 tháng 10 cho biết, hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng diễn biến này rất nguy hiểm. Lầu Năm Góc ước tính 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai đến miền đông của nước Nga để huấn luyện. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sabrina Sai phát biểu ngày 28 tháng 10 cho biết, một bộ phận trong lực lượng đó đã tiến gần hơn đến Ukraine và chúng tôi ngày càng lo ngại Nga sẽ điều động họ tham chiến hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk, gần biên giới của Ukraine. Điện Kremlin ban đầu nói rằng thông tin về việc triển khai quân đội Triều Tiên là tin giả. Nhưng ngày 24 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga và nói rằng thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là việc của Moscow. Nhà lãnh đạo của Nga cũng cho biết Moscow sẽ phản ứng tương ứng nếu Mỹ và các đồng minh giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên không xác nhận thông tin trên báo chí về việc triển khai quân đội đến Nga, nhưng nói rằng nếu như Bình Nhưỡng làm điều đó cũng là phù hợp với các chuẩn mực của quốc tế. Tuần trước, tình báo quân sự của Ukraine nói rằng các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát nhiều địa bàn sau khi mở cuộc tấn công lớn vào tháng 8 vừa qua. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đã cảnh báo về việc triển khai quân Triều Tiên suốt nhiều tuần qua và kêu gọi các đồng minh phản ứng mạnh mẽ. Ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng điểm mấu chốt, hãy lắng nghe Ukraine. Giải pháp, dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi nhằm vào Nga ngay bây giờ. Thưa quý vị, hãng tin Bloomberg mới đây viết rằng phản ứng của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu với việc Triều Tiên cử binh sĩ tới Nga để tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine còn hạn chế, nhưng có thể bao gồm ít nhất hai sự lựa chọn. Theo Bloomberg, tại cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 28 tháng 10,
Hàn Quốc sẽ trình bày trước các quan chức của NATO một số thông tin tình báo của mình về việc Triều Tiên chuyển quân sang Nga. Các nguồn tin của Bloomberg cho hay, các phản ứng tiềm tàng của NATO còn hạn chế, nhưng có thể bao gồm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và xây dựng quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo các tài liệu của Hàn Quốc, người ta cho rằng quân đội Triều Tiên sẽ được gửi ra mặt trận sau khi hoàn thành khoảng một tháng huấn luyện tại các cơ sở quân sự ở Vladivostok, Ussuri, Khabarov và Blagoveshchen. Một tài liệu tình báo của Hàn Quốc cho biết, Điện Kremlin có kế hoạch cung cấp cho người Triều Tiên vũ khí và quân phục chiến đấu, cũng như giấy tờ tùy thân giả, để khiến họ trông giống cư dân ở các khu vực phía đông của nước Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23 tháng 10 cho biết, quân đội Triều Tiên đã có mặt ở Nga. Nhà Trắng tin rằng khoảng 3.000 binh sĩ hiện đang được huấn luyện ở Nga. Nhà Trắng cũng đồng thời tuyên bố rằng, trong trường hợp quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp giống như quân đội Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekkermans thừa nhận rằng phương Tây sẽ khó đưa ra các biện pháp để chống lại Triều Tiên vì gần như tất cả các biện pháp trừng phạt có thể có đã được áp dụng với Triều Tiên. Ông Brekkermans nói rằng khoảng 1.500 binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại Nga. Họ sẽ được triển khai trước hết tại Kursk, sau đó tới các khu vực khác. Trước đó, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell thay mặt cho Liên minh châu Âu đã tuyên bố EU vô cùng quan ngại về thông tin Triều Tiên đang cử quân tham gia vào cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ông Borrell nói thêm, điều này sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc cơ bản nhất của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây sẽ là hành động thù địch đơn phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, với hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của châu Âu cũng như toàn cầu. Ngoài ra, EU kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngừng hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh phi pháp của Nga và lưu ý đến sự thay đổi đáng báo động của Moscow về lập trường giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU kết luận, Liên minh châu Âu sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế về vấn đề này, bao gồm cả việc ứng phó, nhưng không nêu rõ những bước đi đó có thể là gì. Hôm 23 tháng 10, tình báo Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Nhà Trắng sau đó đã xác nhận các báo cáo rằng có hàng ngàn quân lính Triều Tiên ở Nga và tuyên bố rằng nếu quân lính Triều Tiên bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, họ sẽ được coi là các mục tiêu hợp pháp. Ngày 24 tháng 10, tình báo quốc phòng Ukraine cũng thông tin các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên tại các bãi tập ở miền đông nước Nga đã đến vùng chiến sự. Họ được phát hiện tại vùng Kursk của Nga vào ngày 23 tháng 10. Quân đội Triều Tiên đến Nga đang được huấn luyện tại 5 bãi huấn luyện quân sự nằm ở phía đông. Máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy một tòa nhà ở tỉnh biên giới Kharkov của Ukraine, nơi có một số sĩ quan đồn trú. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 28 tháng 10, đồng thời công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích. Bộ này cho biết, quân đội Nga đã phá hủy một điểm triển khai tạm thời của Ukraine ở gần thị trấn Vovchansk, cách biên giới Nga khoảng 6 dặm. Những cuộc giao tranh dữ dội đã diễn ra xung quanh Vovchansk kể từ khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào tỉnh Kharkov để thiết lập vùng đệm, bảo vệ cư dân biên giới Nga khỏi các cuộc pháo kích của Ukraine. Giới chức Nga cho biết, một cuộc tấn công mạnh mẽ bằng bom lượn đã được thực hiện sau khi máy bay chiến đấu của Nga nhận được tọa độ mục tiêu từ trinh sát. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, ban chỉ huy của một trong những đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đang ở bên trong tòa nhà, trích tuyên bố. Thiệt hại của quân đội Ukraine hiện chưa được xác định. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy khung cảnh đổ nát ở Vovchansk, nơi đã bị tàn phá sau nhiều tháng giao tranh. Một tòa nhà cao tầng ở trung tâm sau đó đã bị bắn trúng bởi một quả bom lượn, kích hoạt một vụ nổ mạnh đến mức có thể nhìn thấy những gợn sóng từ sóng xung kích cách xa hàng trăm mét. Quân đội Nga thường sử dụng bom lượn hạng nặng, có thể di chuyển hàng chục km trước khi tấn công chính xác vào mục tiêu để phá hủy các vị trí kiên cố của Ukraine và những cơ sở khác. Các quan chức Ukraine đã mô tả vũ khí này là mối đe dọa rất nghiêm trọng, lưu ý rằng chúng rất khó bị đánh chặn. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine vừa tham gia phá hủy một cây cầu đường sắt ở thành phố Berdyansk do Nga kiểm soát, thuộc tỉnh Zaporizhia, theo tờ Kiev Independent đưa tin. Theo nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine, đoạn cầu nối giữa công ty Vodokanal và đại lộ Skidini đã bị phá hủy sau một số vụ nổ trong đêm.
thành phố cảng Berdyansk thuộc tỉnh Zaporizhia đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ đầu năm 2022. Tỉnh này đã sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân Ý, nhưng Ukraine không công nhận. Thành phố Berdyansk nằm trên bờ biển Azov, đóng vai trò là trung tâm vận chuyển cho Nga. Một nguồn tin tình báo quân sự nói với Ukinform rằng việc phá hủy cây cầu đã làm tê liệt tuyến đường sắt của Nga với Berdyansk, ngăn cản Moscow cung cấp nhiên liệu, vũ khí và đạn dược cho lực lượng Nga tại Berdyansk thông qua đường sắt. Phương tiện truyền thông nhà nước Nga đã bác bỏ thông tin này, gọi đây là chiến dịch thông tin sai lệch trắng trợn, cho rằng các vụ nổ có liên quan đến các cuộc tập trận của lực lượng Nga trong thành phố và tuyên bố tất cả các cây cầu ở Berdyansk đều nguyên vẹn. Thống đốc tỉnh Voronezh của Nga, Alexander Gusev, đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào tối ngày 27 tháng 10. Tuyên bố phòng không Nga đã ngăn chặn hoặc gây nhiễu khoảng 10 UAV. Theo Pravda, thiệt hại đã được ghi nhận tại hai cơ sở công nghiệp. Trong bài đăng trên Telegram, ông Gusev cho biết máy bay không người lái đã làm hư hại phần phụ của tòa nhà tiện ích tại một cơ sở công nghiệp. Sau đó ông nói thêm rằng một cơ sở khác cũng bị hư hại. Thống đốc không nêu rõ cơ sở nào bị ảnh hưởng, nhưng các nguồn tin trực tuyến đề cập đến một nhà máy cồn, được cho là nơi sản xuất nhiên liệu cho tên lửa. Ông Gusev cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 10 UAV đã bị hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga ngăn chặn hoặc gây nhiễu tại Voronezh, nhưng mối đe dọa vẫn còn hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27 tháng 10 cho biết, Moscow sẽ có nhiều biện pháp phản ứng nếu Mỹ và các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phát biểu với báo chí, ông Putin nêu rõ, Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc cách phản ứng với các cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra trên lãnh thổ nước Nga. Họ có thể sẽ đưa ra các biện pháp khác nhau. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc các nước đối tác của Ukraine cho phép sử dụng tên lửa phương Tây, trong đó có tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadows của Anh để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, nhằm hạn chế khả năng hoạt động của Moscow. Khi trả lời câu hỏi liệu các nước NATO có lắng nghe lời cảnh báo trước đây của Nga rằng một động thái như vậy sẽ kéo các quốc gia cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev rơi vào một cuộc chiến trực tiếp hay không, ông Putin cho biết, họ chưa nói với tôi bất cứ điều gì, nhưng tôi hy vọng họ đã nghe thấy. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ phải tự đưa ra một số quyết định cho chính mình. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, vẫn còn quá sớm để nói về cách thức, thời điểm và địa điểm chính xác mà Nga sẽ phản ứng. Nhưng Moscow sẽ phải đưa ra biện pháp đáp trả tương thích nếu Ukraine được phép dùng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công Nga. Ông Putin nói rằng, chỉ có nhân sự từ các nước NATO mới có thể vận hành vũ khí tầm xa mà Ukraine muốn vì Kiev không có các chuyên gia cần thiết. Ông Putin lưu ý, quân đội Ukraine không có khả năng làm điều này, họ chắc chắn sẽ không thể vận hành vũ khí đó nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây. Phái đoàn Thụy Sĩ, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan này sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 30 tháng 10 theo đề nghị của Ukraine liên quan đến cáo buộc Triều Tiên đưa binh sĩ tới Nga. Theo phái đoàn thường trực Thụy Sĩ, cuộc họp trên sẽ diễn ra sau 19 giờ GMT. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, trước đó Moscow đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp vào ngày 31 tháng 10 về việc chuyển giao vũ khí phương Tây cho Ukraine và hậu quả đối với triển vọng giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên vào hồi tháng 6, hai nước đã thiết lập các cơ chế cho việc tiến hành các hoạt động chung nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, ngăn chặn chiến tranh, bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Khi được hỏi liệu ông có cho phép quân nhân Triều Tiên tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine hay không, ông Putin nói rằng Nga chưa yêu cầu ai về việc này và không cần điều đó. Trong diễn biến khác, trong bài phát biểu tối 26 tháng 10, ông Zelensky nói Nga ngày càng hợp tác chặt chẽ với Triều Tiên. Bất cứ lúc nào, binh sĩ của họ cũng đều có thể xuất hiện trên chiến trường để đối đầu với Ukraine. Vì vậy, quân đội Ukraine sẽ buộc phải chiến đấu với lực lượng Triều Tiên ở châu Âu. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng một nhóm binh sĩ Triều Tiên đang trên đường đến tỉnh Kursk của Nga để hỗ trợ Moscow đẩy lùi lực lượng Ukraine. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây cam kết đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn để ủng hộ Ukraine, vì mối đe dọa leo thang vẫn tiếp tục gia tăng. Ông Zelensky nói, thế giới có khả năng ngăn chặn xung đột, nhưng chỉ lời nói là không đủ, cần có những bước đi cụ thể.
tình báo Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã vận chuyển hơn 9 triệu quả đạn pháo sang Nga, cho thấy Bình Nhưỡng hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Con số này được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp trong văn bản trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp. Cơ quan Tình báo Hàn Quốc đã theo dõi các hoạt động vận chuyển giữa cảng Raysun ở Đông Bắc Triều Tiên và vùng viễn đông của Nga thông qua vệ tinh. Triều Tiên cho thấy đến nay đã vận chuyển hơn 20.000 container sang Nga nếu tất cả số này chứa đạn pháo 152mm dành cho các hệ thống pháo của Nga thì con số này sẽ lên tới 9,4 triệu quả đạn. Triều Tiên cũng đã gửi quân tới Nga và dự kiến sẽ được triển khai để chiến đấu ở Ukraine, theo báo cáo của Hàn Quốc. Tính đến tháng 6, Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã gửi 5 triệu quả đạn pháo tới Nga. Nếu con số cập nhật này là chính xác, điều đó có nghĩa là Triều Tiên đã vận chuyển đạn dược với tốc độ 1 triệu quả mỗi tháng. Để so sánh, Liên minh châu Âu đặt ra mục tiêu vào năm 2023 cung cấp 1 triệu viên đạn mỗi năm cho Ukraine. Cơ quan tình báo ước tính, ngay cả với những chuyến hàng nhanh chóng như vậy, Triều Tiên được cho là đã dự trữ đủ đạn dược để duy trì cuộc chiến trong nước trong 3 tháng. Triều Tiên được cho là đang vận hành khoảng 200 nhà máy sản xuất vũ khí với các cơ sở sản xuất lớn được giấu dưới lòng đất. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, các nhà máy này đang hoạt động hết công suất để hỗ trợ Nga. Triều Tiên có thể tự đảm bảo nguồn cung kim loại và súng để sản xuất đạn dược. Đất nước này có nguồn tài nguyên kim loại dồi dào, với trữ lượng quặng sắt ước tính khoảng 5 tỷ tấn. Ngân hàng Hàn Quốc ước tính, ngành công nghiệp nặng và hóa chất của Triều Tiên tăng trưởng 8,1% vào năm 2023 nhờ sản xuất thép. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hồi tháng 8 đưa tin về những nỗ lực nâng cấp công nghệ tại các xưởng luyện kim trên khắp đất nước, bao gồm cả tại khu liên hợp gang thép Chimchaek, giúp tăng gấp đôi công suất sản xuất. Ngoài ra, việc sản xuất tên lửa có độ chính xác cao đòi hỏi phải có nhiều vật liệu khác. Triều Tiên đang gặp khó khăn trong việc mua các thiết bị vốn bị cấm theo lệnh cấm vận quốc tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, việc phân tích các mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên được sử dụng ở Ukraine cho thấy Bình Nhưỡng đang sử dụng các bộ phận được sản xuất tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Triều Tiên rõ ràng đang lấy chip và các bộ phận khác từ các sản phẩm dễ kiếm được và sử dụng chúng để sản xuất vũ khí. Triều Tiên được cho là đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24, được cho là thiếu độ chính xác vì chúng sử dụng chất bán dẫn đa dụng. Triều Tiên có thể tận dụng dữ liệu từ vũ khí được sử dụng ở Ukraine để thúc đẩy hơn nữa hoạt động phát triển vũ khí của mình. Trước đó, Hàn Quốc tuyên bố dứt khoát rằng 12.000 lính lực lượng đặc biệt Triều Tiên dự kiến sẽ tới Nga và đợt đầu tiên 1.500 người đã đến Nga. Về lực lượng đặc biệt của Triều Tiên, tiền thân của lực lượng đặc biệt Triều Tiên là các phân đội trinh sát của Quân đội Nhân dân Triều Tiên được thành lập vào những năm 1950. Trong biên chế của quân đội Triều Tiên, lực lượng đặc biệt có vị trí ngang bằng với các lực lượng chính quy như lục quân, hải quân và không quân. Các đơn vị tinh nhuệ nhất được đặt dưới lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong-un. Hiện tại, lực lượng đặc biệt của Triều Tiên có 6 lữ đoàn bắn tỉa, 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ, 2 lữ đoàn không quân cơ động, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 17 đại đội trinh sát, 9 lữ đoàn bộ binh và 1 lữ đoàn không quân vận tải, tổng binh lực khoảng 100.000 người. Các nhiệm vụ mà lực lượng đặc biệt Triều Tiên thực thi rất bí ẩn và phần lớn vẫn chưa được giải mật. Thời gian qua, giới chức Hàn Quốc liên tục cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ cáo buộc, Hàn Quốc còn cực lực phản đối một động thái gửi quân như vậy. Trong bối cảnh đó, hiện đang rộ lên thông tin Hàn Quốc có thể gửi vũ khí giúp Ukraine đối phó với quân đội Nga và quân đội Triều Tiên. Không những thế, mới đây, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời giới chức an ninh Hàn Quốc cho biết Seoul thậm chí có thể gửi nhân lực quân sự tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thông tin này khiến Bộ Ngoại giao Nga đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ đối mặt với hậu quả an ninh nếu họ dính dáng vào cuộc xung đột. Kho vũ khí đáng sợ của Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng mối quan ngại của Nga là có thật. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí Hàn Quốc có tiềm năng tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năng lực phòng thủ và tấn công của Ukraine. Do cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng được kho vũ khí đáng sợ, bao gồm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng của mình trước các cuộc tập kích của Nga. Nhà phân tích Chan cho biết, kho vũ khí của Hàn Quốc bao gồm lựu đạn pháo K-9, đẳng cấp thế giới, xe tăng K-2 và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Hàn Quốc đã trợ giúp cung cấp cho Ukraine đạn pháo 155mm, thứ mà Kiev rất cần, dù là theo cách gián tiếp.
Hàn Quốc đã gửi đạn dược đến các nước đồng minh như Mỹ và Ba Lan, và đến lượt mình, các nước này gửi số đạn dược đó cho Ukraine. Ellen Kim, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có trụ sở tại Washington, nói rằng sự ủng hộ của Seoul dành cho Kiev có thể còn bao gồm cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên. Bên cạnh đó, chuyên gia Kim cũng cho biết Hàn Quốc có thể hỗ trợ Ukraine bằng một chiến dịch tâm lý chiến nhằm vào binh sĩ Triều Tiên không muốn tham chiến. Trở ngại đối với Hàn Quốc. Mặc dù nhiệt tình ủng hộ Ukraine, trên thực tế Hàn Quốc gặp một số trở ngại đáng kể khi muốn vũ trang cho Ukraine. Trước tiên là lệnh cấm dài lâu của Hàn Quốc đối với hành động gửi viện trợ quân sự cho các nước khác trong xung đột. Chuyên gia Chan nói rằng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ gặp khó khăn nếu muốn dỡ bỏ lệnh cấm trên thông qua quốc hội nước này. Ông Chan nói, nếu muốn Hàn Quốc cho phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, thì trước tiên phải chứng minh được hành động của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa rõ ràng và cấp bách đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Một trở ngại khác mà các chuyên gia Chan và Kim trích dẫn, không muốn phá hủy hoàn toàn quan hệ với Nga, bất chấp việc họ ngày càng lo ngại Điện Kremlin hỗ trợ cho Triều Tiên và ông Kim Jong-un. Nhân tố thứ ba là nguy cơ Hàn Quốc có thể bị lôi cuốn vào cuộc xung đột Ukraine vượt quá ý định ban đầu. Stephen McFest, giáo sư chiến lược tại Đại học Georgetown của Mỹ nhận định, có nguy cơ nếu tham chiến thì Hàn Quốc bắn vào cả lính Nga và lính Triều Tiên. Điều này sẽ quốc tế hóa và mở rộng cuộc xung đột Ukraine hơn nữa. Giáo sư McFest cảnh báo, về kịch bản tồi tệ nhất ở đây là nguy cơ nổ ra xung đột hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, lôi kéo cả Mỹ và Trung Quốc cùng tham chiến. Theo hãng tin Yonhap, ngày 26 tháng 10, Triều Tiên đã bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc Washington đang đẩy khu vực vào tình thế khó kiểm soát. Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là hành động quân sự mang tính khiêu khích. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag được bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11, với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Freedom Flag thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ và Hàn Quốc, như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un sẽ tham dự hội nghị tham vấn Mỹ-Hàn lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10 tới. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhắm vào các quốc gia khác. Ông Peskov nói, Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi và là đối tác của chúng tôi. Và chúng tôi đang phát triển quan hệ với họ trong mọi lĩnh vực. Đây là chủ quyền của chúng tôi. Điều này không nên khiến bất kỳ ai phải lo lắng, vì sự hợp tác này không nhắm vào quốc gia thứ ba. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác. Cũng theo ông Peskov, cáo buộc về sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên tại Nga có nhiều mâu thuẫn. Ông Peskov cho biết, chúng tôi thấy rất nhiều thông tin mâu thuẫn. Phía Hàn Quốc nói một kiểu, sau đó Lầu Năm Góc lại nói rằng họ không xác nhận những tuyên bố như vậy. Có rất nhiều thông tin trái ngược. Khi được hỏi liệu lực lượng Triều Tiên có hiện diện ở Nga hay không và liệu họ có kế hoạch tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, ông Peskov trả lời, câu hỏi này liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, các vị nên hỏi Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un trước đó đã cáo buộc quân nhân Triều Tiên có thể đã đến Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19 tháng 10 thừa nhận ông không thể xác nhận thông tin này. Người phát ngôn Điện Kremlin từng nhấn mạnh, các cáo buộc về sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine không khác gì ngoài một sự dối trá. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Hạ viện phê chuẩn.
Hiệp ước được ký tại Triều Tiên vào ngày 19 tháng 6, quy định hai nước thường xuyên hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cũng như dựa trên luật pháp quốc tế và mỗi nước. Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp xảy ra hành động xâm lược vũ trang đối với một nước, theo yêu cầu của một bên, hai bên ngay lập tức sử dụng kênh liên lạc song phương để tham vấn, phối hợp lập trường và biện pháp hỗ trợ loại bỏ mối đe dọa. Nếu một bên bị tấn công vũ trang từ bên thứ ba, thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện hiện có theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và pháp luật hai nước. Khi trình bày hiệp ước trước các thành viên Quốc hội của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Ruzenko đã nhấn mạnh hiệp ước mang tính chất phòng thủ và hòa bình và được thông qua nhằm chống lại sự gia tăng quân sự của phương Tây ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ không ký với các nước thứ ba thỏa thuận chống lại chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, quyền bầu cử tự do và phát triển hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa và các lợi ích then chốt khác của bên kia, cũng như không tham gia vào các hoạt động như vậy. Hai bên không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ của mình để vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước kia. Phát biểu tại phiên họp của Duma, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga Rudenko cho biết, hiệp ước được ký kết trong bối cảnh thay đổi cơ bản tình hình địa chính trị trong khu vực, gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xuất hiện các liên minh quân sự, xuất hiện các hệ thống tên lửa của nước ngoài trong khu vực đe dọa an ninh của Nga. Vì vậy, hiệp ước có nhiệm vụ đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào cân bằng lực lượng trong khu vực trên cơ sở an ninh không chia cắt, giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có thể có sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt cơ sở xây dựng hệ thống an ninh Á-Âu mới. Ông Rudenko nhấn mạnh, hiệp ước không nhằm chống lại an ninh của các bên thứ ba và chỉ mang tính chất phòng thủ. Đại sứ của Nga tại Hàn Quốc Georgi Zinoviev nhấn mạnh, Moscow vẫn đang theo đuổi chính sách giải quyết ngoại giao tình hình trên bán đảo Triều Tiên, trên cơ sở an ninh không chia cắt và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên đã gây ra nhiều lo ngại từ Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng hết đạn dược và mất thiết bị quân sự hạng nặng tại Ukraine, buộc Nga phải tìm đến các đồng minh và các đối tác như Triều Tiên để duy trì cuộc chiến. Theo thông tin tình báo quốc phòng Ukraine thu thập được, Nga đang vận chuyển quân tiếp viện của Triều Tiên ra tiền tuyến trên những chiếc xe tải Kam AZ mang biển số dân sự. Tình báo quốc phòng Ukraine đưa tin rằng, vào ngày 27 tháng 10, cảnh sát Nga đã chặn một chiếc xe tải Kam AZ mang biển số dân sự chở đầy lính Triều Tiên trên đường cao tốc Kursk-Voronezh. Theo báo cáo, tài xế chở quân tiếp viện của Triều Tiên trên xe kéo đã không có lệnh chiến đấu phù hợp. Trong một cuộc liên lạc vô tuyến bị tình báo Ukraine chặn lại, các sĩ quan của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 810 thuộc lực lượng Nga, đơn vị sẽ tiếp nhận quân tiếp viện từ Triều Tiên, đã cố gắng xác định xem chiếc xe tải dừng lại có nằm trong bảng cân đối kế toán của họ hay không và tại sao tài xế lại không có các giấy tờ cần thiết. Trước đó vào ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có khả năng sẽ gửi một số lực lượng vũ trang chính quy của mình tới Ukraine để hỗ trợ Nga. Vào ngày 13 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Triều Tiên không chỉ cung cấp vũ khí cho Nga mà còn cung cấp cả binh lính, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường viện trợ cho Ukraine. Vào ngày 17 tháng 10, ông Zelensky nói rõ rằng Nga có ý định đưa khoảng 10.000 binh sĩ từ Triều Tiên vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Vào ngày 18 tháng 10, trưởng phòng tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov xác nhận rằng khoảng 11.000 lính bộ binh Triều Tiên hiện đang được huấn luyện ở phía đông nước Nga. Họ sẽ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine sớm nhất vào ngày 1 tháng 11. Tuần trước, tình báo Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong các cuộc chiến chống lại Ukraine. Các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên phải trải qua khóa huấn luyện tại các bãi huấn luyện ở phía đông nước Nga đã đến vùng chiến sự. Họ được phát hiện tại tỉnh Kursk của Nga vào ngày 23 tháng 10. Quân đội Nga cùng với lực lượng biên phòng và các đơn vị vệ binh quốc gia đã đẩy lùi một nỗ lực xâm nhập vào vùng Bryan. Thống đốc Alexander Bogomat cho biết trong một tuyên bố trên Telegram ngày 27 tháng 10,
Theo thống đốc, một nhóm vũ trang đã tìm cách vượt biên giới Nga với Ukraine gần làng Manes, nằm ngay trên biên giới, khu định cư nhỏ này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Thống đốc Alexander Bogomat cho biết, lực lượng biên phòng cùng với quân đội và lực lượng an ninh đã nổ súng vào nhóm vũ trang này và buộc chúng phải rút lui. Quy mô của lực lượng xâm nhập cũng như tổn thất tiềm tàng của lực lượng này vẫn chưa rõ ràng. Ông Bogomat chưa báo cáo bất kỳ thương vong nào về phía Nga. Tình hình trong khu vực vẫn ổn định và khu vực biên giới hiện do Bộ Chỉ huy tác chiến khu vực kiểm soát. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng như quân đội Ukraine đều chưa bình luận về vụ việc. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng và các công trình dân sự khác. Vào đầu tháng 8, lực lượng của Kiev cũng đã dàn dựng một cuộc tấn công lớn vào vùng Kherson lân cận, nơi cũng giáp với vùng Sumy của Ukraine ở phía nam. Lực lượng Ukraine đã đạt được một số tiến triển ban đầu trong những ngày đầu của chiến dịch, nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng Nga ngăn chặn. Trong gần 2 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập, quân đội Nga đã giành được hơn 10 khu định cư ở gần biên giới. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, tổng số binh lính Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch đã vượt quá 20.000 người. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28 tháng 10 cho biết, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã quy trách nhiệm cho quân đội Hàn Quốc về việc phóng thiết bị bay không người lái UAV vào lãnh thổ nước này vì mục đích chính trị. Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc điều tra sau khi tuyên bố rằng UAV của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng 10 để giải truyền đơn chống Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cũng đã công bố những bức ảnh mô tả là UAV quân sự của Hàn Quốc bị rơi. Trong quá trình phân tích chương trình điều khiển UAV này, chính quyền Triều Tiên cho biết họ đã phát hiện ra hơn 230 kế hoạch bay và nhật ký bay kể từ tháng 6 năm 2023, bao gồm một kế hoạch phát tán rác thải có động cơ chính trị. Một hồ sơ ngày 8 tháng 10 vừa qua cho thấy UAV đã rời khỏi đảo biên giới Baeongdo của Hàn Quốc vào đêm muộn và giải truyền đơn trên các tòa nhà của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Triều Tiên ở Bình Nhưỡng vài giờ sau đó. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cũng dẫn lời một phát ngôn viên của Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả bằng cuộc tấn công không thương tiếc nếu vụ việc như vậy tái diễn. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán theo thể thức 2+2 giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của hai nước trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương giữa Ngoại trưởng Cho Tae-yoon, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các quan chức hàng đầu của hai nước sẽ có các cuộc thảo luận rộng rãi về bán đảo Triều Tiên, liên minh song phương và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ đưa ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận. Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm Triều Tiên được cho là đã cử quân đến Nga để có thể triển khai tại Ukraine. Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận việc Triều Tiên điều động hàng nghìn binh sĩ đến miền đông nước Nga. Trong diễn biến liên quan, sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia trong tuần qua, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên gửi quân tới Nga. Nhiệm vụ của nhóm binh sĩ này chưa được nêu rõ ràng, nhưng Ukraine cho biết họ đến đó để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Kiev. Các quan chức cũng thông báo với các cơ quan báo chí rằng Seoul có thể gửi vũ khí tới Ukraine như một phần của một loạt các biện pháp đối phó theo từng giai đoạn. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc mới đây dẫn lời các quan chức an ninh cho biết Seoul thậm chí có thể cử quân nhân tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của Triều Tiên trong cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu những hậu quả về an ninh nếu nước này tham gia vào cuộc xung đột. Các nhà phân tích cho rằng Nga có lý do chính đáng để lo ngại về hành động của Hàn Quốc. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tạo ra sự khác biệt đáng kể về cả khả năng phòng thủ và khả năng tấn công của Ukraine. Jeremy Chan nói, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng một kho vũ khí đáng gờm trong cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên. Nó bao gồm các hệ thống phòng không và chống tên lửa có thể giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn và các cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra còn có pháo K-9, Howitzer, xe tăng K-2 và hệ thống phóng nhiều tên lửa đẳng cấp thế giới. Seoul đã hỗ trợ cung cấp đạn pháo 155mm rất cần thiết cho Ukraine. Hàn Quốc cũng gửi đạn cho các đồng minh phương Tây như Mỹ và Ba Lan giúp họ có điều kiện gửi đạn của mình tới Ukraine.
Alan Kim, một chuyên gia về Triều Tiên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington DC, nói rằng sự hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Kiev có thể bao gồm việc cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên. Thời gian qua, giới chức Hàn Quốc liên tục cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ cáo buộc, Hàn Quốc còn cực lực phản đối một động thái gửi quân như vậy. Trong bối cảnh đó, hiện đang rộ lên thông tin Hàn Quốc có thể gửi vũ khí giúp Ukraine đối phó với quân đội Nga và quân đội Triều Tiên. Không những thế, mới đây, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời giới chức an ninh Hàn Quốc cho biết Seoul thậm chí có thể gửi nhân lực quân sự tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thông tin này khiến Bộ Ngoại giao Nga đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ đối mặt với hậu quả an ninh nếu họ dính dáng vào cuộc xung đột. Kho vũ khí đáng sợ của Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng mối quan ngại của Nga là có thật. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí Hàn Quốc có tiềm năng tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năng lực phòng thủ và tấn công của Ukraine. Do cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng được kho vũ khí đáng sợ, bao gồm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng của mình trước các cuộc tập kích của Nga. Nhà phân tích Chan cho biết, kho vũ khí của Hàn Quốc bao gồm lựu đạn pháo K-9 đẳng cấp thế giới, xe tăng K-2 và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Hàn Quốc đã trợ giúp cung cấp cho Ukraine đạn pháo 155mm, thứ mà Kiev rất cần, dù là theo cách gián tiếp. Hàn Quốc đã gửi đạn dược đến các nước đồng minh như Mỹ và Ba Lan và đến lượt mình các nước này gửi số đạn dược đó cho Ukraine. Alan Kim, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington nói rằng sự ủng hộ của Seoul dành cho Kiev có thể còn bao gồm cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên. Bên cạnh đó, chuyên gia Kim cũng cho biết Hàn Quốc có thể hỗ trợ Ukraine bằng một chiến dịch tâm lý chiến nhằm vào binh sĩ Triều Tiên không muốn tham chiến. Trở ngại đối với Hàn Quốc. Mặc dù nhiệt tình ủng hộ Ukraine, trên thực tế Hàn Quốc gặp một số trở ngại đáng kể khi muốn vũ trang cho Ukraine. Trước tiên là lệnh cấm dài lâu của Hàn Quốc đối với hành động gửi viện trợ quân sự cho các nước khác trong xung đột. Chuyên gia Chan nói rằng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ gặp khó khăn nếu muốn dỡ bỏ lệnh cấm trên thông qua quốc hội nước này. Ông Chan nói, nếu muốn Hàn Quốc cho phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, thì trước tiên phải chứng minh được hành động của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa rõ ràng và cấp bách đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Một trở ngại khác mà các chuyên gia Chan và Kim trích dẫn, không muốn phá hủy hoàn toàn quan hệ với Nga, bất chấp việc họ ngày càng lo ngại Điện Kremlin hỗ trợ cho Triều Tiên và ông Kim Jong-un. Nhân tố thứ ba là nguy cơ Hàn Quốc có thể bị lôi cuốn vào cuộc xung đột Ukraine vượt quá ý định ban đầu. Steve McFest, giáo sư chiến lược tại Đại học Georgetown của Mỹ nhận định, có nguy cơ nếu tham chiến thì Hàn Quốc bắn vào cả lính Nga và lính Triều Tiên. Điều này sẽ quốc tế hóa và mở rộng cuộc xung đột Ukraine hơn nữa. Giáo sư McFest cảnh báo, về kịch bản tồi tệ nhất ở đây là nguy cơ nổ ra xung đột hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, lôi kéo cả Mỹ và Trung Quốc cùng tham chiến. Theo hãng tin Yonhap, ngày 26 tháng 10, Triều Tiên đã bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc Washington đang đẩy khu vực vào tình thế khó kiểm soát. Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là hành động quân sự mang tính khiêu khích. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag được bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11, với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Freedom Flag thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ và Hàn Quốc, như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un sẽ tham dự hội nghị tham vấn Mỹ-Hàn lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10 tới. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế
tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Hạ viện phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Triều Tiên vào ngày 19 tháng 6, quy định hai nước thường xuyên hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cũng như dựa trên luật pháp quốc tế và mỗi nước. Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp xảy ra hành động xâm lược vũ trang đối với một nước, theo yêu cầu của một bên, hai bên ngay lập tức sử dụng kênh liên lạc song phương để tham vấn, phối hợp lập trường và biện pháp hỗ trợ loại bỏ mối đe dọa. Nếu một bên bị tấn công vũ trang từ bên thứ ba, thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện hiện có theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và pháp luật hai nước. Khi trình bày hiệp ước trước các thành viên Quốc hội của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Ruzenko đã nhấn mạnh hiệp ước mang tính chất phòng thủ và hòa bình và được thông qua nhằm chống lại sự gia tăng quân sự của phương Tây ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ không ký với các nước thứ ba thỏa thuận chống lại chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, quyền bầu cử tự do và phát triển hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, và các lợi ích then chốt khác của bên kia, cũng như không tham gia vào các hoạt động như vậy. Hai bên không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ của mình để vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước kia. Phát biểu tại phiên họp của Duma, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga Rudenko cho biết, hiệp ước được ký kết trong bối cảnh thay đổi cơ bản tình hình địa chính trị trong khu vực, gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xuất hiện các liên minh quân sự, xuất hiện các hệ thống tên lửa của nước ngoài trong khu vực đe dọa an ninh của Nga. Vì vậy, hiệp ước có nhiệm vụ đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào cân bằng lực lượng trong khu vực trên cơ sở an ninh không chia cắt, giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có thể có sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt cơ sở xây dựng hệ thống an ninh Á-Âu mới. Ông Rudenko nhấn mạnh, hiệp ước không nhằm chống lại an ninh của các bên thứ ba và chỉ mang tính chất phòng thủ. Đại sứ của Nga tại Hàn Quốc Georgi Zinoviev nhấn mạnh, Moscow vẫn đang theo đuổi chính sách giải quyết ngoại giao tình hình trên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở an ninh không chia cắt và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên đã gây ra nhiều lo ngại từ Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng hết đạn dược và mất thiết bị quân sự hạng nặng tại Ukraine, buộc Nga phải tìm đến các đồng minh và các đối tác như Triều Tiên để duy trì cuộc chiến. Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận không quân giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Washington đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình hình không thể kiểm soát. Lời chỉ trích của Triều Tiên liên quan tới cuộc tập trận Freedom Flag kéo dài 12 ngày, được triển khai từ ngày 21 tháng 10 tại nhiều căn cứ không quân khác nhau ở Hàn Quốc với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Ngày 26 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, cuộc tập trận Freedom Flag là hành động khiêu khích quân sự rất nguy hiểm nhằm mục đích phát động một cuộc tấn công phủ đầu và bất ngờ vào Triều Tiên. Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ khuyến khích sự đối đầu của Hàn Quốc bằng cách ủng hộ việc thả tờ rơi tuyên truyền tới Triều Tiên và tiếp tục triển khai các tài sản chiến lược trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của quan chức Triều Tiên cho rằng Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng không thể kiểm soát và nếu một tình huống không ai mong muốn xảy ra, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì là động lực chính làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11 với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Sự kiện này sẽ thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ, Hàn Quốc như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense ở nửa cuối năm. Sự kiện huy động khoảng 110 máy bay, bao gồm chiến đấu cơ tàng hình F-35A và F-15K của Hàn Quốc, cùng các tiêm kích F-35B, F-16 và máy bay không người lái UAV MQ-9 của Mỹ.
Không quân Hoàng gia Australia cũng tham gia cuộc tập trận với một máy bay vận tải tiếp liệu đa năng KC-30A. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un sẽ tham dự hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10. Mỹ-Hàn Quốc dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Hàn sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, Hàn Quốc sẽ trình bày một số thông tin tình báo về việc triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga cho các quan chức tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại cuộc họp của Liên minh ngày 28 tháng 10. Các nguồn tin cho biết, phản ứng tiềm tàng của NATO là có hạn, nhưng có thể bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và xây dựng quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tài liệu của Hàn Quốc chỉ ra rằng quân đội Triều Tiên dự kiến sẽ được triển khai ở mặt trận sau khi hoàn thành khoảng một tháng huấn luyện tại các cơ sở quân sự của Nga. Một tài liệu tình báo của Hàn Quốc cho biết Điện Kremlin có thể có kế hoạch cung cấp cho người Triều Tiên vũ khí và quân phục chiến đấu, cũng như giấy tờ tùy thân giả để khiến họ trông giống cư dân ở các khu vực phía đông của Nga.